Vì sao Ronaldo bị ghét đến vậy? Thật tình thì bạn đừng nên chờ đợi câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi này. Nhưng mà hãy cùng ngược dòng một chút vào một số khoảnh khắc nhất định. Năm 2014, Bồ Đào Nha và Thụy Điển thi đấu khá bết bát tại vòng loại World Cup. Chỉ điều này khiến họ buộc phải bước vào trận playoff để xác định 4 tấm vé cuối cùng của đại diện châu Âu đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil. Và thật không may, những lá thăm may rủi đã đưa Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển ở vòng đấu này. Trong trận lượt đi diễn ra trên sân Estadio da Luz, Seleção châu Âu giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ronaldo ở phút 82. Sau đó 4 ngày, Thụy Điển trở về sân nhà với mục tiêu phải giành chiến thắng mới nuôi hy vọng giành tấm vé đến Brazil. Nhưng Ronaldo một lần nữa trở thành cơn ác mộng với đội tuyển vùng Scandinavia với pha lập công ngay ở đầu hiệp 2. Dù bị dẫn trước với tổng tỷ số 0-2, nhưng đội chủ nhà vẫn không bỏ cuộc khi Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp đưa Thụy Điển vừa lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Lúc này tổng tỷ số đang là 2-2 và Thụy Điển cần thêm một bàn thắng nữa mới giành quyền đi tiếp. Khi mà hy vọng mới được nhen nhóm thì nó đã vụt tắt ngay lập tức. Người làm điều đó chẳng phải là một cái tên nào khác ngoài Cristiano Ronaldo. Tiền đạo của Real Madrid sau đó ghi liên tiếp 2 bàn thắng và hoàn thành cú hat-trick của riêng mình, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 sau lượt trận. Qua đó, khiến Thụy Điển phải xem World Cup qua màn hình TV. Các khán giả trên sân cũng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối bởi họ quá xui xẻo khi phải đối đầu với một trong hai con quái vật xuất sắc nhất thời điểm bấy giờ. Giấc mơ giành quyền tham dự World Cup của Thụy Điển chỉ còn cách có một chiến thắng và họ còn có Ibrahimovic, người sẵn sàng ghi một cú đúp trong một trận đấu quan trọng như thế để giúp đất nước của mình. Nhưng rồi Ronaldo lập hat-trick đập tan giấc mơ của người Bắc Âu. Cho nên Thụy Điển ghét Ronaldo vì điều đó. Năm 2016 thì Bồ Đào Nha tham dự Euro tại Pháp khi không được đánh giá quá cao cho ứng viên vô địch. Quan điểm đó ngày càng được chứng minh khi Seleção châu Âu chỉ có thể vượt qua vòng bảng với việc là một trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hành trình tiến đến trận chung kết của Bồ Đào Nha phải nói thật là rất thú vị khi họ giành được đúng một chiến thắng trong 90 phút chính thức trước Wales, 2 trận ở vòng 1/8 và tứ kết thì chỉ có thể đánh bại đối thủ thông qua hiệp phụ hoặc loạt đá luân lưu đầy may rủi. Tiến đến trận chung kết, dù sở hữu Ronaldo trong đội hình, nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha bị đánh giá yếu hơn so với tuyển Pháp. Bởi Lusler khi đó đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với đầu tàu mang tên Antoine Griezmann. Bị đánh giá thấp hơn đã đành, Seleção châu Âu thậm chí còn thi đấu mà thiếu người đội trưởng kể từ phút 25. Ronaldo va chạm với Dimitri Payet khiến cầu thủ 31 tuổi không thể tiếp tục thi đấu. Bồ Đào Nha gồng mình chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Griezmann cùng các đồng đội. Thật may mắn khi 90 phút khép lại, tỷ số vẫn là 0-0. Bồ Đào Nha đã quá quen với cảnh thi đấu thêm hiệp phụ ở giải đấu này. Phút 109, người hùng mang tên Eder đã tung ra cú sút trái phá, đánh bại hoàn toàn thủ môn Hugo Lloris, giúp Seleção châu Âu giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội tuyển. Và nó càng trở nên tuyệt vời hơn khi đội tuyển màu áo bã châu vẫn có thể vượt qua khó khăn ngay cả khi không có Cristiano Ronaldo trong đội hình. Xuyên suốt trận đấu ngày hôm đấy, anh chỉ có thể đứng ngoài đường pitch, la hét, động viên, thúc giục những người đồng đội của mình thi đấu tốt hơn. Và cuối cùng, Pepe và những đồng đội đã không làm người đội trưởng của mình phải thất vọng khi đánh bại tuyển Pháp hùng mạnh ngay tại sân Stade de France với khoảnh khắc xuất thần của chàng tiền đạo số 9 mang tên Eder. Tất nhiên, Ronaldo là người hạnh phúc nhất. Sau những giọt nước mắt ở tuổi 18 tại kỳ Euro 2004, Ronaldo bây giờ đã là cầu thủ 31 tuổi. Anh cũng khóc trong trận chung kết, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Và kể từ đó, người Pháp ghét anh vì Bồ Đào Nha đã ấm luôn danh hiệu Euro ngay trên sân nhà của họ. Một trong những người Pháp ghét Ronaldo nhất là Griezmann. Anh ấy đánh bại tôi trong 2 trận chung kết trong cùng 1 năm, tôi thật sự ghét anh ấy, Griezmann phát biểu với giọng điệu vui vẻ. Nói ghét là nói vậy thôi, rõ ràng Griezmann chẳng hề ghét gì Ronaldo mà còn nể phục bởi những gì mà anh ấy làm được. Năm 2017, tại đấu trường Champions League, Bayern Munich đối đầu với Real Madrid trong trận tứ kết. Đã 5 năm trôi qua chưa có câu lạc bộ Đức nào lên ngôi ở đấu trường này và đây là lúc họ có thể tìm lại vinh quang. Ở trận tứ kết lượt đi, Ronaldo đã ghi cú đúp để giúp Real Madrid thắng Bayern Munich 2-1 ngay tại Allianz Arena. Trước đó anh trải qua 7 tháng tịt ngòi với gần 11 giờ ra sân tại Champions League mà không thể ghi bàn. Nhưng ở lượt về, Bayern đã suýt chút nữa lội ngược dòng khi liên tiếp có những bàn thắng do công của Lewandowski cùng tình huống đá phản lưới của Ramos. Nhưng Ronaldo đã kịp có một pha đánh đầu để đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ. Và trong thời gian hiệp phụ, chính Ronaldo đã ghi được thêm 2 bàn thắng nữa với những tình huống dứt điểm trong vòng cấm để hoàn tất cú hat-trick. Chính cú hat-trick này giúp Ronaldo tròn 100 bàn thắng tại Champions League. Với Bayern Munich, Ronaldo cũng nâng số bàn thắng mà anh sút tung lưới đội bóng này lên con số 8 chỉ sau 6 trận đối đầu. Người Đức ghét anh vì điều đó. Năm 2017, chung kết Champions League, Real Madrid đấu với Juventus. Gianluigi Buffon, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng chưa từng vô địch Champions League, đã nhận được sự ủng hộ của một nửa hành tinh. Juventus thậm chí vượt qua gã khổng lồ Barcelona. Chính thầy trò Marc Allegri đã tạo ra địa chấn khi đánh bại đội bóng xứ Catalan với 3 bàn không gỡ ở trận sân nhà tại lượt đi. Ở khoảnh khắc rực sáng của ngôi sao Dybala. Ở bán kết,
Họ giải mã hiện tượng Monaco nhờ cú đúp của Gonzalo Higuain ở lượt đi và những bàn thắng của Mario Mandzukic và Dani Alves ở lượt về. Juventus bước vào chung kết đi kèm với một lời nguyền ủng hộ họ. Lời nguyền nói rằng không câu lạc bộ nào có thể bảo vệ thành công trước vô địch Champions League. Juventus đã mở đầu trận chung kết ấy như thế, phủ đầu Real Madrid và muốn chứng minh họ là kèo trên. Nhưng rồi Real mới là đội nổ súng trước. Dani Carvajal chuyền bóng để giúp Ronaldo có khoảng trống, đánh bại Gianluigi Buffon bằng pha dứt điểm cực nhanh. Juventus đã trả lời bằng pha lập công của Mario Mandzukic. Nhưng đó là những gì mà đội bóng nước Ý có thể làm được. Còn Real Madrid tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Ronaldo có lần thứ 2 chiến thắng Buffon, khiến thủ thành huyền thoại một lần nữa từ bỏ giấc mơ vô địch Champions League. Còn Real Madrid thì cũng phá hủy lời nguyền để trở thành câu lạc bộ nằm ngoài hệ tâm linh của giải đấu. Và tất nhiên, người Ý cũng ghét Anh vì điều đó. Messi từng làm bẽ mặt người hâm mộ Madrid sau chiến thắng trên sân nhà của họ Santiago Bernabeu với pha giơ áo huyền thoại. Đó là khi huyền thoại người Argentina lập cú đúp vào lưới Real trong chiến thắng 3-2 trước Barca tại El Clasico. Messi sau đó giơ tay lên trời khiến các fan Real kích động la ó. Nhưng ngay ở mùa giải sau, trong trận tranh siêu cúp đầu giải, Ronaldo đã lập công với pha phối hợp phản công và cứa lòng siêu phẩm. Ronaldo nhận bóng từ Isco, anh loại bỏ Pique trước khi cứa lòng bằng chân phải hoàn hảo, găm bóng vào góc cao khung thành dưới sự bất lực của Ter Stegen. Không dừng lại ở đó, anh khiến người hâm mộ sướng rơn khi cởi áo đấu rồi giơ lên cao để khoe trước mặt của đội viên Barca. Nhận lại chiếc áo từ đồng đội Marcelo, Ronaldo giơ cao ăn mừng đầy thách thức như để đáp trả lại những gì đã xảy ra mùa trước. Barcelona và một nửa thế giới ghét anh vì điều đó. Năm 2018, Atlético Madrid đặt một chân vào tứ kết Champions League. Cổ động viên Atlético Madrid chế giễu Ronaldo bằng hàng loạt câu từ không hay hò và nói rằng anh rời Real thì chỉ có thất bại. Ronaldo đáp trả bằng một cú hat-trick để đưa đội bóng Italia làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Atlético Madrid vốn đã ghét anh rồi và họ lại càng ghét anh hơn. Lý do khiến Ronaldo bị ghét nhiều đến thế vì đôi khi anh ấy giỏi hơn cầu thủ mà bạn yêu thích và đôi khi anh ấy tiêu diệt đội bóng mà bạn yêu thích. Tất nhiên, mỗi con người có một thời huy hoàng nhất của mình. Ronaldo của tuổi trẻ đáng sợ và bị ghét như vậy sau khi tạo nên những chiến thắng một nửa người còn lại không hề mong muốn. Đôi khi, anh trông như một người hùng. Đôi khi anh trông như một kẻ phản diện, đập tan giấc mơ của những anh hùng khác. Cái kết xấu hay là có hậu sẽ tùy vào việc bạn theo phe ai. Nhưng Ronaldo chắc chắn sẽ cảm ơn vì bạn đã từng ghét anh đến thế. Không chắc là hiện tại, bạn có còn ghét anh ta không? Chính anh cũng đã từng nói về điều này như sau. Và đó cũng là cái kết của video này. Tình yêu của bạn khiến tôi mạnh mẽ, nhưng sự căm ghét của bạn mới khiến tôi không thể ngăn cản.